nơi lãnh đạo á, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Lãnh đạo, cái nơi ban đại diện Phật giáo Lãnh đạo tỉnh An Giang, cái nơi hội đại thành tâm cũng là quý thư đạo ủy và thanh lọc, cái nơi ban lãnh đạo lớp học, ban khảo thí, ban giám thị cùng ban tổ chức lớp học, và cùng cái nơi toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ khai giảng lớp học giáo lý căn bản giáo phổ thông. Hôm nay ở thực hiện công văn số 3221 của ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên ngày 6/6/2023 về việc mà mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo phổ thông tại nơi làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo phổ thông xã Tân Lộc, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đến giờ khai giảng lớp học giáo lý căn bản giáo hòa hảo, tôi xin thay mặt cho đảng ủy và chính quyền địa phương có đăng lập phát biểu và chia sẻ với lớp học cụ thể như sau. Chúng tôi toàn thể quý vị, qua 84 năm từ ngày Đức Vương Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo với tôn vị đường hướng hành đạo là học Phật tu nhân đại gia cư sĩ thực hiện tứ đăng, giáo hội Phật giáo hòa hảo đã giữ gìn giáo lý căn bản, phát huy giá trị đạo đức của tín đồ, góp phần nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới với đường hướng vì đạo Pháp, vì dân tộc, ban trị sự giáo hội Phật giáo hòa hảo, các vị trợ viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo hòa hảo xã Tân Lập đã hăng hái nuôi nuôi nước thật nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng bào tín đồ Phật giáo hòa hảo đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội từ thiện, tiêu biểu là hoạt động chuyển bệnh miễn phí, hỗ trợ gạo nhu yếu phẩm, giúp đỡ cho các gia đình gặp khó khăn, hỗ trợ mổ mắt, phối hợp dạ dày, các đoàn y bác sĩ cấp phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và tặng học bổng cho học sinh nghèo thiếu học. Và làm đẹp hơn đó là việc tổ chức cấp phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong các dịp lễ Tết. Đây là việc thật sự là ý nghĩa. Đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, để ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào của chúng tôi Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lập đã cùng với đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương đã gồng mình hợp sức cùng nhau vượt qua đại dịch hết sức khó khăn và vất vả, và trong đó không thể quên rằng tinh thần đồng bào của bà con nhân dân cả nhà, mà cụ thể hơn là có đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã góp công góp của tính trị giá trong mùa dịch vừa qua là trị giá trên hàng tỷ đồng. Thay mặt cho đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương xin ghi nhận và tri ân sâu sắc đến toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lập. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa toàn thể quý vị, mong rằng thời gian tới ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức quyền cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lập tiếp tục phát huy tốt hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, thực hiện tốt phương châm vì đạo Pháp, vì dân tộc, xây dựng cuộc sống mới tốt đời đẹp đạo ở từng khu dân cư và từng gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như là cuộc vận động toàn dân toàn cách xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, ngày người Việt Nam ưu tiên tuần hàng Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lập và quý vị học viên hết sức vinh dự được ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo quan tâm chấp thuận tổ chức mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại xã Tân Lập. Đây cũng là một trong những chương trình hoạt động đạo sự hết sức ý nghĩa và rất quan trọng, qua đó đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong phương pháp tu hành, tạo
đồng thời am hiểu sâu sắc hơn nữa về việc chấp hành chính sách pháp luật của đảng và nhà nước để cùng nhau góp phần xây dựng một khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Trên tinh thần đó, thay mặt cho đảng ủy chính quyền địa phương, tôi xin đề nghị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đối với lớp học là: thứ nhất, ban tổ chức lớp học phải đảm bảo được các khâu liên quan phục vụ tốt cho lớp học trong khả năng và điều kiện thì có, trong đó cần thật sự quan tâm việc sắp xếp nơi ăn tổ nghỉ cho ban lãnh đạo, ban quản lý, ban giám thị đến với lớp học với tinh thần biết đó tế nhị và đồng hồ nhất. Thứ hai, trong quá trình diễn ra xuyên suốt khóa học cần đảm bảo tốt các khâu về khâu an ninh trật tự nghiêm túc nghiêm trang tại lớp học, đảm bảo tốt khâu hậu cần, khâu an toàn vệ sinh thực phẩm và cái công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó cần có sự thông tin trao đổi kịp thời với chính quyền địa phương những khó khăn, những kiến nghị đề xuất ngoài kế hoạch, ngoài chương trình cũng như là ngoài những quy định của lớp học để cùng nhau đưa ra giải pháp phù hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ lớp học. Thứ ba, yêu cầu tất cả học viên phải cố gắng sắp xếp công việc gia đình để tham gia đầy đủ và chuyên chú thời gian lớp học, chấp hành tốt mọi quy chế lớp học. Sau khóa học cần có sự vận dụng kiến thức đã tiếp thu vào thực tế rồi với khả năng của bản thân để góp phần làm cho nền đạo ngày càng tươi sáng, cũng như quan tâm giúp đỡ những đồng đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không có điều kiện tham gia lớp học, am hiểu rõ hơn về tôn chỉ, đường hướng hành đạo mà Đức Quân Giáo Chủ đã khai sáng chân truyền. Thứ tư, kiến nghị với ban lãnh đạo lớp học quán triệt với những giáo viên viên được quan tâm ngoài việc khuôn khổ và giảng theo quy định cần quan tâm chia sẻ những kinh nghiệm đã tổ chức thành công các lớp ở nơi khác để truyền dạy lại cho các học viên lớp học giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo của xã Tân Lập tiếp thu một cách dễ hiểu và hiệu quả nhất. Cuối cùng, xin chúc toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay cùng gia đình mạnh khỏe, ấm no và hạnh phúc. Xin chúc lớp học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cảm ơn. Xin trân trọng kính thần. Đừng để đến nhà.
Thank you.